Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Cần nâng cao chất lượng hàng hóa đăng báo Nhân dân. Bác phê phán nhiều mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhân dân không bảo đảm được chất lượng do một số cán bộ và công nhân kém tinh thần trách nhiệm, làm ẩu, làm dối, chỉ biết chạy theo số lượng, trái hẳn với chính sách của Đảng và Chính phủ, làm thiệt hại đến lợi ích của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân, đối với các thứ hàng hóa cần dùng hàng ngày cũng vậy. Chính vì vậy, Bác có nhiều bài báo nhắc nhở cán bộ và công nhân ta phải thấm nhuần tinh thần đó và cố gắng nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa. Bác chỉ rõ, để nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa, cần thực hiện phương châm nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Theo Bác, có làm ra nhiều của cải mới có thể vừa tăng tích lũy để mở rộng sản xuất, vừa nâng cao mức tiêu dùng của nhân dân lao động. Và muốn sản xuất được nhiều thì phải luôn luôn cố gắng cải tiến kỹ thuật và giữ vững kỷ luật lao động. Nói về nhanh, Bác khẳng định, để tiến bước ngày càng nhanh phải có hai điều kiện. Một là không ngừng cải tiến công tác, hai là lúc nào cũng phải làm tốt bước chuẩn bị, hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Còn tốt và rẻ, Bác chỉ ra, làm nhiều, làm nhanh mà không đi đôi với tốt rẻ thì chẳng có ý nghĩa gì. Làm không tốt, sản phẩm xấu thì khó bán hoặc phải bán giá rẻ. Xí nghiệp không có lãi, nhà nước không tăng được tích lũy. Cuối cùng, Bác nói về mối liên quan giữa bốn vế trên. Điều quan trọng trước hết vẫn là nâng cao năng suất lao động. Tăng năng suất là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian lao động. Nhưng như thế chưa đủ, mà còn phải làm cho vốn quay vòng nhanh. Biết làm cho vốn quay vòng nhanh thì có ít vốn mà dùng được nhiều lần nên sản xuất được nhiều. Và chỉ ra bí quyết, muốn nâng cao chất lượng sản phẩm phải có tư tưởng làm chủ, nghĩa là phải yêu máy móc như con, coi xí nghiệp như gia đình mình. Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của Bác về việc cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa vẫn còn nguyên tính thời sự. Nâng cao chất lượng sản phẩm không chỉ làm tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm cùng loại, mà còn tạo uy tín cho doanh nghiệp trong việc thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, dễ dàng tiêu thụ sản phẩm, tạo ra doanh thu, giải quyết triệt để tình trạng sản xuất ra không tiêu thụ được, dẫn đến ngừng trệ sản xuất, thiếu việc làm, gây khó khăn cho đời sống của người lao động. Vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, trong đó thể hiện rõ nét nhất là chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình đã tạo dựng được phong trào năng suất chất lượng trong phạm vi cả nước với 7 dự án năng suất chất lượng ngành và 57 dự án năng suất chất lượng địa phương, giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp cải tiến sản xuất, nâng cao khả năng quản trị, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sai lỗi, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, từ đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng đã bước đầu được hình thành và phát triển ở các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng ở các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Sau khi tổng kết 10 năm triển khai, chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam cũng đã được khởi động cho giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hàng trăm chuyến thăm công trường, nhà máy. Mỗi chuyến thăm ấy, Bác đều bày tỏ lòng tin tưởng vào các cơ sở kinh tế nước nhà, động viên, khích lệ kịp thời các cán bộ, công nhân viên làm chủ máy móc, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng, nâng cao uy tín của sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!